Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Ok, như vậy là tựa game Lời Nguyền Quỷ Dữ đã ra mắt anh em ơi. Game Jujutsu Kaisen Mobile đầu tiên tại Việt Nam. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhập gift code cũng như là tổng hợp lại tất cả những cái gift code chung ở thời điểm hiện tại nha. Ở màn hình chính thì anh em hãy click vào avatar nhân vật ở góc trên bên trái màn hình nhá. Sau khi click vào thì anh em sẽ hiện ra một cái giao diện như thế này. Tiếp theo anh em chỉ việc ấn vào cái biểu tượng hình hộp quà, gift code ở đây nha. Gift code đầu tiên Lời Nguyền Quỷ Dữ, gift code thứ hai VIP 4/9, gift code thứ ba là Hồi Chiến, gift code thứ tư là Chú Thuật, gift code thứ năm là Tết Thiếu Nhi. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn anh em cách truy cập vào trong fanpage để có thể là nhận một số những cái gift code sự kiện, trong đấy là có những vị tướng rất là ngon nha. Tí nữa những cái link code sự kiện đấy mình sẽ để dưới phần mô tả để cho anh em có thể là ấn vào luôn nha. Gift code sự kiện đầu tiên là chúng ta có thể nhận ngay thầy Gojo. Cách thức chơi event thì khá là đơn giản thôi. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ thả team, sau đó là ấn chia sẻ chế độ công khai nha, thì mình sẽ ấn chia sẻ ngay này. Đó, bây giờ chờ bài đăng của mình ping một phát là ok. Hơi lâu một tí nha. Rồi, ok. Bước thứ hai và bước thứ ba thì chúng ta làm gộp nhau luôn anh em nhá. Và mình có một cái mẹo này để anh em đỡ cần phải là vào màn hình để chụp ảnh này. Đây, anh em nhìn thấy page nó comment sẵn một cái ảnh đây đúng không? Anh em chỉ việc ấn vào đây, xong ấn copy một cái. Rồi, quay trở về nha, mình sẽ dán vào đây. Thế là có một cái bức hình nằm sẵn ở dưới này rồi anh em nhá. Đó, ok chưa? Đấy, bây giờ mình tag ba người bạn vào. Bước cuối cùng cực kỳ quan trọng là mình sẽ cần phải để email của mình nữa nha. Đây, sau khi mình đánh xong email rồi thì mình sẽ ấn bình luận. Thì ngày mai code sẽ được gửi về email của mình nha. Thì cái sự kiện này nó sẽ diễn ra đến ngày 17 tháng 6. Thế cho nên là anh em chịu khó làm đi để lấy thêm một vị tướng xịn nha. Gift code sự kiện thứ hai là vote app 5 sao. Nếu như mà anh em dùng hệ điều hành Android á thì có thể chơi được, còn iOS thì nhịn nha. Do là mình xài iPhone cho nên là không thể nào hướng dẫn anh em chi tiết được. Nhưng mà mình sẽ để cái link cái bài sự kiện đấy ở dưới comment để anh em có thể ấn vào và tự tham gia nha. Ok, chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều gift code mới cũng như là mẹo chơi game nha.